Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Anh chị em, chúng ta cùng đi vào trong bài học hôm nay, khá dài nhưng rất quan trọng cho chúng ta. Tôi xin đọc lại phần Kinh Thánh nền tảng của chúng ta trong Suốt Tô Ký chương 19, từ câu 1 cho đến câu số 6. Tháng thứ 3, sau khi ra khỏi xứ Ai-cập, trong ngày đó, dân Israel đến nơi đồng vắng Sinai. Từ Pherudim ra đi, đến nơi đồng vắng Sinai, đóng trại tại đó, đối diện cùng núi. Môi-se bèn lên đến Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va ở trên núi gọi người mà phán rằng: Người hãy nói như vậy cho nhà Gia-cốp và tỏ điều này cho dân Israel. Các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ai-cập. Ta chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao, và dẫn các ngươi đến cùng ta thế nào. Vậy bây giờ, nếu các ngươi vâng giữ lời ta và giữ theo giao ước ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc về riêng ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ cùng một dân tộc thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân Israel. Anh chị em, 3 tháng sau khi rời Ai Cập, chúng ta thấy dân Israel đến đồng vắng của núi Sinai, và họ sẽ trở lại Sinai trong vòng 11 tháng. Và Chúa Ngài đã hứa với Môi-se là Ngài sẽ đưa dân sự Ngài đến nơi chốn này. Ở trong Suốt Tô Ký chương 3 câu 12, khi Chúa Ngài hiện ra với Môi-se và sắp đặt để gọi ông làm người cứu dân sự của Chúa ra khỏi ách nô lệ, Chúa đã phán như thế này. Đức Chúa Trời phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi, này là điều làm dấu cho ngươi biết rằng ta đã sai ngươi đi. Khi ngươi dắt dân sự ra khỏi xứ Ai-cập rồi, thì các ngươi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời tại trên núi này. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời Ngài luôn thành tín. Một khi Chúa đã hứa thì Ngài giữ lời, và một khi Chúa Ngài đã hứa, Ngài hoàn tất điều Ngài làm, Ngài thanh toàn những điều mà Chúa Ngài định để thực hiện. Và trong câu 4, chúng ta để ý tới đây, Đức Chúa Trời cho chúng ta một câu ngắn nhưng nó bao gồm cả cái chuyến hành trình của họ mà Chúa Ngài hành động. Các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ai-cập. Ta chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao, và dẫn các ngươi đến cùng ta thế nào. Cảm ơn Chúa. Song song với tuyển dân của Chúa là đời sống đi theo Chúa của chúng ta. Chúng ta được Chúa cứu bằng quyền năng lớn của Ngài. Được Chúa Ngài dạy dỗ, dẫn dắt chúng ta, kéo chúng ta đến với Ngài. Được Chúa đẩy chúng ta đi tới, để ở trong muôn dân chúng ta sẽ thuộc riêng về Chúa, thành một nước thầy tế lễ cùng một dân tộc thánh cho Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì kế hoạch của Ngài là Ngài chẳng những cứu chúng ta, mà Ngài còn muốn gây dựng chúng ta, dọn dẹp đời sống của chúng ta. Như Chúa Ngài đem dân Israel ra khỏi xứ Ai-cập, để rồi Ngài lấy Ai-cập ra khỏi đời sống của họ. Và Chúa Ngài đẩy chúng ta đi tới, để chúng ta cứ trưởng thành ở trong Chúa và tấn tới để chúng ta có thể trở nên hữu dụng ở trong tay của Ngài. Cho nên điều đầu tiên tôi mời anh chị em chúng ta suy nghĩ, đó là hãy hiểu biết kế hoạch của Chúa. Người Israel đã từng làm nô lệ tại xứ Ai-cập, và Chúa biết hoàn cảnh của họ và việc gì đã xảy ra cho họ. Chúa Ngài nghe tiếng kêu của họ. Suốt Tô Ký chương 3 câu số 7, Chúa Ngài nói với Môi-se, Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ai-cập, và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó. Phải ta biết được nỗi đau đớn của nó. Ở đây chúng ta thấy Chúa Ngài đã giải cứu họ, và Chúa Ngài đã khiến cường quốc kẻ hiếp đáp họ phải đầu hàng và cho họ đi. Chính Chúa đã làm điều đó, và chỉ có Chúa mới có thể làm được điều đó mà thôi. Thật là tuyệt vời, chúng ta có một Đức Chúa Trời toàn năng đưa tay ra hành động để giải cứu chúng ta. Họ tự biết không thể cứu lấy chính mình, nhưng Chúa Ngài đã hành động. Những việc Chúa làm cho họ không phải là những việc để quên, nhưng phải luôn nhớ. Và đây là điều mà Chúa Ngài muốn nhắc nhở chúng ta: đừng quên những việc mà Chúa Ngài đã làm. Thế nào Ngài đã cứu chúng ta ra khỏi đời sống nô lệ của tội lỗi, và chúng ta có những thói hư tật xấu trong đời sống của chúng ta, mà Chúa Ngài đã giải cứu chúng ta như thế nào. Chúng ta phải luôn nhớ, bởi vì nó là một cái nền tảng, một cái bệ phóng để phóng và đưa chúng ta, đẩy chúng ta đi tới. Chúng ta phải nhớ luôn những điều Chúa Ngài làm. Chúng ta đã từng là nô lệ của tội lỗi. Như Roma chương 6 câu số 6 nói: Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta
không phục dưới tội lỗi nữa. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời biết những việc chúng ta làm và những hậu quả đau đớn mà tội lỗi mang tới. Tội lỗi luôn cầm buộc chúng ta. Và chúng ta thì thường nghĩ mình có thể chịu đựng được và sẽ hưởng được sự sung sướng tội lỗi mang đến. Nhưng chúng ta đã khám phá ra điều đó, phải không anh chị em? Đó là sống ở trong tội lỗi chỉ đem đến đau khổ triền miên mà thôi. Một quyết định dại dột dẫn đến một quyết định dại dột khác. Và chúng ta thấy rồi cuối cùng chúng ta bị cầm buộc và bị trói buộc ở trong lối sống tội lỗi đó. Hậu quả của tội lỗi mang đến đau khổ và nó trói chặt chúng ta, nó cầm buộc chúng ta. Nhưng cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời Ngài nghe tiếng kêu của chúng ta. Thời gian thứ nhất chương 1 câu số 9 dạy: còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Ngợi khen Chúa. Ngài tha thứ, Ngài thanh tẩy và Ngài làm cho chúng ta được sạch ở trong Chúa. Ngợi khen Ngài. Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta bằng quyền năng lớn của Ngài. Cảm ơn Chúa vì cánh tay của Ngài đã đưa ra và sự cứu rỗi mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã thực hiện cho chúng ta là một chương trình đầy quyền năng. Thấy dường như là thua kém, thấy dường như Chúa Giêsu bị hành hạ đánh đập, nhưng không, bởi sự chết và đền nợ tội thay của Ngài mà Chúa Ngài đã đưa cánh tay mạnh sức của Ngài để giải cứu chúng ta. Như Chúa Ngài đã đưa tay mạnh sức của Ngài giải cứu dân Israel ra khỏi ách nô lệ ở tại xứ Ai Cập như thế nào, thì Tân Ước cho chúng ta thấy quyền năng của Chúa bày tỏ ra trong công lao cứu chuộc, trong kế hoạch để thực hiện sự cứu rỗi của Chúa cho chúng ta. Chúa chịu chết đền nợ tội thay cho chúng ta, Chúa chịu chôn và đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại để những ai kêu cầu đến danh Chúa, những ai bước vào ở trong sự cứu rỗi của Ngài, chúng ta có thể được giải cứu, được phục hồi trong ơn của Chúa. Và rồi Đức Chúa Trời đem chúng ta ra khỏi tuyệt vọng. Cảm ơn Chúa. Thi Thiên 40 câu 2 câu 3 chép: Ngài cũng đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng bùn lắm. Ngài đặt chân tôi trên hòn đá và làm cho bước tôi vững bền. Ngài để nơi miệng tôi một bài hát mới, tức là sự ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi. Lắm người sẽ thấy điều đó bắt sợ và nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va. Đó là kế hoạch của Chúa. Ngài phục hồi đời sống của chúng ta, Ngài đem chúng ta ra khỏi hầm của gớm ghê, khỏi vũng bùn của tội lỗi. Rồi Ngài đặt chúng ta, chân của chúng ta trên hòn đá, Ngài đưa chúng ta lên cao, làm cho chúng ta, bước của chúng ta được vững bền ở trong ơn của Chúa. Đó là kế hoạch của Chúa. Chúng ta hình dung hình ảnh một người bơi lội ở trong tội lỗi của mình, trong vũng lầy của tội lỗi. Và chúng ta thấy họ càng cựa quậy thì họ càng trở nên lem luốc và bị dính bùn. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa Ngài kéo ra, Ngài cứu khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng bùn lắm. Rồi công việc phục hồi của Chúa là Ngài đặt chân của chúng ta trên hòn đá, rồi Ngài làm cho bước của chúng ta vững bền. Ngài để nơi miệng chúng ta một bài hát mới, từ chỗ chúng ta thấy kêu vang, than vãn, ê ẩm bởi hậu quả của tội lỗi trong đời sống, thì Chúa Ngài cứu chúng ta rồi, Ngài đặt ở trên miệng của chúng ta một bài hát mới. Bây giờ chúng ta có thể ca hát, bây giờ chúng ta có thể ngợi khen, tức là sự ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi. Lắm người sẽ thấy điều đó. Cảm ơn Chúa. Chúa muốn trình bày cuộc sống, Chúa muốn cứu chúng ta ra khỏi những sự khó khăn đó, để chúng ta có thể kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Ngài, và Ngài trình bày đời sống của chúng ta hầu cho những người quan sát có thể thấy chúng ta được Chúa Ngài cứu và quyền năng của Ngài thể hiện, đem lại một sự thu hút để họ thấy điều đó thì bắt đầu kính sợ Chúa và nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời của chúng ta. Đó là kế hoạch của Chúa: cứu, phục hồi, sử dụng, sai phái, khiến cho chúng ta có thể tỏ ra quyền năng cứu rỗi của Chúa là phước hạnh như thế nào. Vì Đức Chúa Trời có thể phá đổ những đồng lũy chiếm đóng ở trong cuộc đời của chúng ta. Thì Cô-rinh-tô thứ nhì chương 10 câu 4 cho đến câu số 5 lời Chúa chép: và những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồng lũy. Nhờ khí giới đó, chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự lên, nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Cảm ơn Chúa, những đồng lũy mà chúng ta đã cho phép kẻ thù xây dựng trong đời sống của chúng ta, Chúa Ngài có thể phá đổ những điều đó. Những tư tưởng mà chúng ta đã bị nhồi nhét và chúng ta đã sống nghịch lại cái sự hiểu biết về chương trình tốt đẹp của Đức Chúa Trời, những đồng lũy đó
Chúa có quyền để đánh hạ bởi vũ khí, quyền năng mà Chúa Ngài ban cho chúng ta ở trong ơn của Chúa. Thứ hai chúng ta thấy tại đây, chúng ta cần phải hiệp tác với chương trình của Chúa. Chúa có ý định như vậy, nhưng chúng ta phải quyết tâm bùng dậy, tỏa sáng ra, vì Chúa Ngài đã chiếu sáng ánh sáng của Ngài trên cuộc đời của chúng ta. Như vậy chúng ta phải hiệp tác với chương trình của Chúa. Chúa Ngài mang dân Israel ở trên cánh chim ưng. Phục truyền ngược lại ký chương 32 câu 11 đến 12 chép như thế này: Như phụng hoàng phấp phới giỡn ổ mình, bay chung quanh con nhỏ của mình, xè cánh ra xớt nó và cõng nó trên chéo cánh mình thế nào, thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt người thầy ấy, không có thần nào khác ở cùng người. Đây là tiến trình mà Chúa Ngài đã dẫn dắt Gia-cốp, là người được Chúa Ngài đổi tên là Israel sau này, được chở ở trên cánh chim ưng. Đây là một hình ảnh hết sức là tuyệt vời, rất là thơ mộng, phải không chị em? Nhưng nó không phải dễ. Tiến trình này là tiến trình để tập cho chim con trở nên chim đại bàng. Một tiến trình khó nhưng cần thiết. Vì chim ưng dẫn ổ của mình để tập cho chim con bắt đầu tập bay. Một tiến trình mà chúng ta thấy cần phải hiểu để chúng ta biết cách mà Chúa Ngài đã làm với tuyển dân của Chúa, với Gia-cốp và đời sống của chúng ta. Chúng ta biết chim ưng hay là chim đại bàng làm ổ của mình ở trên vách núi cao. Khi chim mẹ biết con của mình sẵn sàng để rời tổ, đã lớn đủ để, và chim mẹ bắt đầu làm công việc rất lạ, đó là phá cái ổ của mình. Nó làm cho ổ không còn êm nữa, bằng cách lấy đi những cái chất, những cái vật liệu lót cho êm ở trong tổ, chỉ còn là gai và những cái que cứng, khiến cho chim con không còn có thể ở yên ở trong tổ nữa. Và chim mẹ bắt đầu tiến trình để tập cho con của mình bay. Như chim ưng gỡ tổ của mình bằng cách khiến cho tổ không còn êm nữa để nghỉ yên ở trong tổ. Chúa nhiều khi khiến cho chúng ta cảm thấy khó chịu để khích lệ chúng ta. Chúng ta cần được Chúa Ngài khuấy động để chúng ta tập bài. Đây là việc mà chúng ta thấy khi chúng ta hiểu, chúng ta sẽ có câu trả lời cho những khó khăn mà chúng ta đối diện ở trong đời sống, giúp cho chúng ta hiệp tác với Chúa và để Chúa Ngài giúp cho chúng ta tung cánh để chúng ta bay, để chúng ta có thể sử dụng khả năng ân tứ mà Chúa Ngài ban cho. Nhiều khi những khó khăn thách thức đến mà không phải là sự tấn công của ma quỷ, nhưng là kế hoạch của Chúa để giúp cho chúng ta được trưởng thành. Có nghĩa là chúng ta có thể đã nghỉ ngơi, đang nghỉ ngơi, an nhàn, dậm chân tại chỗ nơi chúng ta đứng đã lâu rồi. Và cũng có thể vì những con người, những con người mà Chúa Ngài cho hiệp tác với chúng ta ở gần chúng ta đó, những nơi chốn mà chúng ta đã từng quen, những công việc và thời điểm của Chúa cho những nơi chốn đó đã hoàn tất, thì Chúa Ngài dời họ đi. Đây là một bài học rất khó. Nhiều khi chúng ta đặt câu hỏi tại sao những người bạn xoay lưng và bỏ chúng ta đi, tại sao những thách thức lại đến với chúng ta trong lúc mà chúng ta nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục như tình trạng hiện tại thì đời sống của chúng ta an bình biết bao. Nhưng anh chị em, mục đích của Chúa không chỉ để chúng ta được an bình, nhưng Chúa muốn sử dụng chúng ta, muốn chúng ta lên chốn cao hơn, muốn chúng ta có thể tung cánh bay. Chúng ta cần phải nhìn về chính mình như cách Chúa Ngài nhìn chúng ta. Chúng ta cần phải thấy chính mình có thể tung cánh bay lượn được. Trong bài học tuần trước, tôi chia sẻ với anh chị em, cái người thiên nhiên học khi nghe tin một con đại bàng đã được lượm về nuôi ở giữa những con gà, và bởi sinh hoạt của nó ở giữa bầy gà đó mà nó đã được thuyết phục là nó chỉ là một con gà như những con gà khác. Nhưng nhà thiên nhiên học biết rằng con chim ưng khi nó được sanh ra thì nó có trái tim của con chim ưng và nó có bản chất của con chim ưng. Và người này đã tìm đủ một cách để giúp đỡ cho nó, để nó có thể tung bay được. Cảm ơn Chúa. Chúa Ngài cũng có kế hoạch của Ngài. Ngài biết bản chất của chúng ta. Khi Chúa Giê-xu Ngài cứu chúng ta, khi chúng ta nhận Ngài làm cứu Chúa, Đức Thánh Linh của Chúa đã đến, đã biến đổi chúng ta từ trong ra ngoài. Và Chúa muốn chúng ta cứ tăng trưởng lên chứ không đứng yên một chỗ.
Khi chúng ta mới tái sinh vào trong gia đình của Chúa, chúng ta được gọi là con đỏ thuộc linh. Rồi chúng ta trở nên những con nhỏ thuộc linh. Rồi chúng ta trở nên những người thiếu niên trong tuổi thuộc linh. Rồi Chúa ngài muốn chúng ta trở nên những người thành niên. Rồi Chúa ngài muốn chúng ta trở nên những cha mẹ thuộc linh, để chúng ta giúp đỡ cho những người lân cận chúng ta. Và mục tiêu tối cao của Chúa, chúng ta trở nên các con trai của Đức Chúa Trời. Đây là kế hoạch của Chúa. Ngài có cách của Ngài để giúp chúng ta bước qua những giai đoạn đó, để chúng ta được trưởng thành, được tăng trưởng trong Chúa. Nó là việc khó, nó đòi hỏi nỗ lực hơn, nhưng mà phần thưởng của sự trưởng thành thì thật là tuyệt vời. Xin Chúa cho để chúng ta thấy được hình ảnh chính mình, không còn đi và mổ thóc, lượm những con trùng, con dế như những con gà khác. Và Chúa muốn chúng ta có thể lượn bay, cất cánh bay cao, và chúng ta trở nên vua của bầu trời, như danh phận mà Chúa ngài đã định cho chúng ta, như danh phận của con chim đại bàng. Muốn xin Chúa ngài ban phước để chúng ta thấy điều đó, để chúng ta hiệp tác với Chúa mà chúng ta tấn tới. Rồi chúng ta thấy khi con chim mẹ không còn tha mồi về tổ nữa. Đó là hình ảnh mà khi chúng ta bắt đầu thấy đói bởi vì không có thức ăn, khi năng đề gai trong đến mà chúng ta không có sức để đối diện được nữa, khi mà sự che chở dường như ngưng lại. Đó là lúc anh chị em cần phải bước vào chiều kích mới. Đây là chỗ chúng ta thấy một cái cửa sổ của thời gian rất là quan trọng để chúng ta, hoặc là để cho kế hoạch của Chúa thể hiện, để chúng ta trưởng thành, hoặc là chúng ta cài đắng mà chúng ta ngồi yên một chỗ trách Chúa. Vì trong nguyên tắc của Chúa, chúng ta nên học điều này. Không có một điều gì mà bạn đã trải qua là phí cả. Chúa ngài trân quý những giọt nước mắt của chúng ta, ngài trân quý những giây phút chúng ta phải đương đầu với những thách thức ở trong đời sống, đương đầu với những chuyện lạ ở trong đời sống, để kéo chúng ta ra khỏi chỗ an nhàn của mình, để chúng ta có thể lên chốn cao hơn ở trong ơn của Chúa. Và chúng ta có một Đức Chúa Trời có thể hiệp mọi sự lại làm ích cho những kẻ yêu mến Chúa. Có thể không thoải mái chút nào, nhưng Chúa ngài đang chuẩn bị để chúng ta sẽ tấn tới làm được những việc chưa hề làm, để chúng ta có thể tung cánh, để chúng ta có thể lượn bay như chim ưng trưởng thành. Ngài làm tan vỡ chúng ta để hạ chúng ta xuống như ở trong đồng vắng. Ngài hạ chúng ta xuống để rồi chúng ta có thể lên chốn cao hơn, để chúng ta luôn nhớ không có một thử thách nào là phí phạm và vô ích. Nhưng Chúa ngài chuẩn bị chúng ta cho những việc lớn hơn, những việc cao hơn. Những gì chúng ta cho là chiến trận thì cũng là trường dạy dỗ của Chúa, để Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta. Tôi có một phương châm sống: quên đi những chi tiết, học những bài học, để rồi chúng ta tấn tới ở trong ơn của Chúa. Cho nên trong danh Đức Giê-xu, tôi nhân danh Chúa và truyền khiến linh gây ra sự thất vọng, ta truyền lệnh cho ngươi phải rời khỏi anh chị em ta ngay trong thời giờ này. Tôi xin Chúa ngài ban phước để chúng ta không cho phép linh gây sự thất vọng ở trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta nhớ Chúa ngài yêu chúng ta, và ngài có kế hoạch muốn chúng ta được lên chốn cao hơn, và chúng ta hiệp tác với Chúa. Tôi công bố sự tự do trong đời sống và mục vụ của anh chị em trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Hãy công bố: Chúa ơi, xin mang con lên chốn cao hơn, để con được trưởng thành trong Chúa, để con có thể được Chúa ngài sử dụng ở trong một mức độ lớn hơn trong ơn của Chúa, để con có thể vung dậy, để con có thể tỏa sáng ra ở trong ơn của ngài. Chúa ngài đang mang chúng ta lên chốn cao hơn. Bây giờ hãy lên cao. Chúa ngài có kế hoạch cho đời sống của chúng ta. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời sẽ mở cửa thiên đàng, đổ phước của ngài xuống cho anh chị em một cách không chỗ chứa. Rồi chúng ta xem tiếp tiến trình này. Chim ưng mẹ làm một công việc lạ nữa, đó là nó bắt đầu lấn và đẩy con chim con rớt ra khỏi tổ. Chúng ta nhớ tổ của chim ưng nó làm ở trên vách núi. Đây là một công việc mà chim con có thể không bao giờ hiểu. Tại sao cái sự kích động của sự tung cánh lại phải bắt đầu với cái sợ bị rơi chơi vơi trên chân không như vậy? Tại sao? Câu trả lời, đó là vì chim mẹ muốn cho chim con tập bài. Đây lý do
Khi chúng ta hiểu sẽ giúp đỡ cho chúng ta hiểu được có những giai đoạn, có những lúc Chúa Ngài như con chim mẹ đã lấn con đại bàng mẹ đó, lấn con của mình rất ra khỏi tổ, rồi bắt đầu rơi từ trên cao ở trên chân không, một cảm giác rất là dễ để gây lo sợ. Nhưng tạ ơn Chúa, như chim mẹ không rời mắt của mình. Trong lúc chim con đang rơi như vậy thì nó bắt buộc phải làm một công việc, là bởi sợ rơi thẳng xuống đất thì nó bắt đầu tung cánh của nó ra và nó bắt đầu vỗ cánh của nó. Cảm ơn Chúa. Khi chim con tập bơi như bay như vậy thì chúng ta thấy rằng nó có thể bị mỏi cánh. Thì thay vì giữ được cái sự quân bình trở lại thì chúng ta thấy nó lại rơi tiếp. Thì một điều mà chúng ta học được đó là con chim mẹ bắt đầu lao xuống và cõng con của mình ở trên chéo cánh của mình để đem nó lên cao trở lại. Trong tiến trình này thì chim con rất sợ. Chúng ta thử hình dung chim con nằm ở trên chéo cánh. Đây không phải là việc dễ nhưng cần thiết. Có thể đáng sợ vì tốc độ và cao độ. Có thể đáng sợ vì đây là việc chưa bao giờ kinh nghiệm. Và khi mỗi cánh thì bắt đầu rơi thì chim con nghĩ chết là chắc. Quen không anh chị em? Nhiều khi chúng ta có cảm giác mình đang rơi mà tiếng Anh dùng chữ là free fall, rơi mà không biết phía trước là gì, gây nhiều sự khó khăn. Nhưng cảm ơn Chúa, trong ơn của Ngài, Chúa Ngài là đấng quan phòng. Ngài biết không có một sự thử thách nào là quá sức chịu đựng của chúng ta. Ngài sẽ cứu chúng ta ra khỏi. Cảm ơn Chúa. Sau này khi nhìn lại thì chim con biết đó là tiến trình mình học bay. Nhưng mà tiến trình không phải dễ. Ngợi khen Chúa. Chúa chở dân Israel trên cánh của Ngài như thế nào? Chúng ta nhớ Chúa Ngài vỡ tổ bằng cách sai Môi-se trở lại Ai Cập, bảo Pha-rô-ôn rằng Chúa truyền lệnh phải để cho dân sự của Chúa đi. Điều này làm cho Pha-rô-ôn nổi giận, tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Trước đây họ phải làm gạch cho Pha-rô-ôn, nhưng mà Pha-rô-ôn vì nổi giận, ông bảo không cung cấp rơm cho họ. Đây là một cái nhiên liệu cần thiết để nung gạch. Bây giờ gia tăng phải làm nhiều gạch hơn nhưng không cung cấp rơm cho. Thì chúng ta thấy ở trong Sách Tô Ký chương 5 câu 20 đến 21, dân sự của Chúa đã nhìn thấy như thế này. Khi lui ra khỏi Pharaoh thì họ gặp Môi-se và A-rôn đợi tại đó. Bèn nói rằng: hai ngươi đã làm cho chúng tôi ra mùi hôi hám trước mặt Pharaoh và quần thần, mà trao thanh gươm vào tay của họ đặng giết chúng tôi. Cầu xin Đức Giê-hô-va xem xét và xử đoán hai ngươi. Chúng ta thấy tiến trình của Chúa để Ngài vỡ ổ, để dân Israel có thể trở nên tuyển dân của Chúa, được cứu ra khỏi ách nô lệ. Khi sự khó khăn bắt đầu đến thì họ đã trách Môi-se là người mà Chúa Ngài đã lập và dựng nên để giải cứu họ. Chúng ta thấy ở đây họ trách, họ nói rằng hai ngươi đã làm cho chúng tôi ra mùi hôi hám ở trước mặt Pharaoh, tình trạng tệ hơn, rồi trao thanh gươm vào tay của họ đang giết chúng tôi. Thì họ đã có một cái lời cầu nguyện, là nguyện xin Đức Giê-hô-va xem xét và xử đoán hai người. Chúa cũng đã lấy đi những vật liệu lót êm ở tại biển đỏ cho họ nữa. Và chúng ta thấy Chúa bắt họ bay và sớt họ khi họ tập bay. Mỗi cánh rơi và tưởng rằng tất cả sẽ chết. Và chúng ta nhớ khung cảnh đó. Phía trước là biển đỏ, phía sau là đoàn quân của Pharaoh bây giờ đang rượt đuổi theo để bắt họ. Chúng ta thấy hoàn cảnh dường như tồi tệ hơn. Thì Chúa Ngài quan phòng và Ngài đã hành động. Chúa Ngài đã có sự chỉ dẫn cho Môi-se khi ông cầu xin, ông xin Chúa Ngài giải cứu. Thì Chúa bảo Môi-se hãy giá cái gậy của mình trên biển đỏ
và biển đã mở ra cho họ. Cảm ơn Chúa. Đang rơi thì Chúa Ngài đã lao xuống như chim mẹ, lao xuống để chở dân sự của Chúa ở trên cánh. Cảm ơn Chúa. Rồi khi họ qua bên kia của biển đỏ, họ đến địa danh Mara. Nước thì đắng mà họ thì khát. Thì Chúa Ngài đã dùng tay Môi-se để chữa lành cho dòng nước đó, và nước trở nên ngọt để dân sự của Chúa có thể uống. Rồi khi họ không có thức ăn, Chúa Ngài đã mưa mana xuống cho họ. Khi họ không có nước uống, Chúa Ngài đã sai Môi-se đập vào hòn đá và nước đã đổ ra từ hòn đá cho họ. Cảm ơn Chúa. Chương trình của Chúa cho mỗi chúng ta cũng giống như vậy. Chúa cứu và định chúng ta phải vâng lời và giữ giao ước với Ngài. Chúa ban phước, Chúa chu cấp, và chúng ta bắt đầu thấy thoải mái. Rồi chúng ta dậm chân tại chỗ, không chịu bay, không muốn sống đúng theo danh phận mà Chúa đã định cho chúng ta. Chúa cứu chúng ta. Và lời của Chúa nhắc cho chúng ta rằng hãy chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, bởi chi sanh bởi thánh linh là thần linh. Cảm ơn Chúa, danh phận của chúng ta, Chúa Ngài đã định cho chúng ta những người được cứu, được phục hồi theo như ý định ban đầu của Chúa. Ngài dựng nên loài người chúng ta theo ảnh tượng của Chúa, dựng nên chúng ta giống như Ngài. Chúa muốn chúng ta lên cao như vậy. Nhưng mà chúng ta có thể, có những phút chúng ta bắt đầu dậm chân tại chỗ. Vì thương chúng ta, Chúa đẩy chúng ta ra khỏi tội. Chúng ta có thể trách Chúa vì Ngài đẩy chúng ta ra. Chúng ta nghĩ rằng mình cầu xin Chúa Ngài cứu giúp để khỏi phải trả giá đau khổ, chứ đâu xin Chúa đẩy mình ra như vậy. Nhưng khi chúng ta bắt đầu rơi, chúng ta thấy Chúa Ngài xớt chúng ta lên. Khi chúng ta bắt đầu rơi, chúng ta thấy Chúa Ngài can thiệp vào như chim mẹ. Khi thấy con của mình rơi và vỗ cánh rồi mỏi cánh, thì chim mẹ đã xà xuống. Cảm ơn Chúa. Khi chim mẹ dẫn ổ của mình là nó có mục tiêu để con của nó có thể bay. Khi Chúa Ngài lấy đi những cái thoải mái, những cái an nhàn trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng vì Chúa Ngài yêu chúng ta và Ngài muốn chúng ta được trưởng thành trong Chúa. Mục đích của Chúa là để tập cho chúng ta thêm sức mạnh và dẻo dai. Bay một chút, nghỉ một chút, rồi lại bay. Dân Israel cũng vậy, Abraham cũng vậy. Khi đời sống bắt đầu thoải mái, nơi mà họ đi dựng liều trại, thì Chúa bảo hãy nhổ trại và di chuyển. Khi dân sự của Chúa ở trong một cái chỗ mà họ bắt đầu thấy thoải mái, thì sự hiện diện của Chúa ở trong áng mây ban ngày và trụ lửa ban đêm bắt đầu di chuyển, thì dân sự của Chúa phải gỡ liều trại và đi theo sự dẫn dắt của Chúa. Chúa cũng dùng tiến trình này để giúp chúng ta tăng trưởng. Hebrew chương 5 câu 12 chép: đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì đồ đặc. Có một ý định của Đức Chúa Trời, chúng ta phải trưởng thành ở trong Chúa, chúng ta phải lên cao ở trong cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta cứ dậm chân tại chỗ, thì chúng ta thấy rằng Chúa có kế hoạch. Ngài muốn đưa chúng ta ra xa hơn, ra nơi nước sâu, để chúng ta kinh nghiệm Chúa trong những mức độ khác nhau, xa hơn, sâu hơn, để chúng ta có thể trải nghiệm được Chúa, hoặc cho chúng ta có thể tấn tới trong ơn của Ngài. Chúng ta nhớ trong khải tượng mà Chúa cho Ezechiel, ở trong Ezechiel 47 từ câu 3 cho đến câu số 5, chúng ta thấy có các mức độ của sự sức giàu, các mức độ của sự tăng trưởng được diễn ra tại đây. Người dẫn ta sấn lên phía đông, ta cầm một cái dây, lấy dây đo được 1000 cu đê. Người khiến ta lội qua nước, nước vừa đến mắt cá. Người đo 1000 cu đê và khiến ta lội qua nước, nước vừa đến đầu gối ta. Người lại đo 1000 và khiến ta lội qua nước, nước lên đến hông của ta. Từ mắt cá lên đến đầu gối, rồi bây giờ lên hông. Và câu số 5, người lại đo 1000 nữa, bây giờ là một con sông ta không lội qua được, vì nước đã lên, phải đạp bơi, ấy là một con sông mà người ta không có thể lội qua. Cảm ơn Chúa, Chúa muốn dẫn chúng ta đi xa hơn, ra nước sâu hơn, để chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa càng hơn và trưởng thành ở trong ơn của Chúa, cũng như nếm trải được sự trang bị của Chúa cho đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Điều thứ ba mà tôi mời anh chị em suy nghĩ, đó là sẵn lòng đi đến chỗ Chúa định. Chúa muốn chúng ta hiểu và hiệp tác với Ngài, để chúng ta không cưỡng lại, không trù trừ, nhưng mà chúng ta sẽ đi đến cái chỗ mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta. Ban đầu Chúa đưa dân Israel vào đồng phẳng.
Phía trước họ là đất đượm sữa và mật, nhưng họ phải trải qua sa mạc trước. Và điều đáng buồn là chúng ta thấy những người lớn tuổi của họ đã không thấy được đất hứa vì thiếu đức tin. Chìa khóa để giúp cho thấy chỗ đứng hiện tại của họ đó là sự hiện diện của Chúa. Chúa ấy Ngài bày tỏ sự hiện diện của Ngài. Cho nên chúng ta cần nhớ, cái nơi tốt đẹp nhất, an toàn nhất là ở trong sự hiện diện của Chúa. Dân Israel nhiều lần đã than phiền nơi họ đã đứng. Họ nhớ đến dưa hành củ kiệu của xứ Ai Cập. Khi Chúa cho họ ăn mana, họ than phiền là không có thịt. Dân Israel vội vàng quên rằng họ vốn là những người nô lệ không có sự tự do. Thì cái nhu cầu của cơm ăn áo mặc trước mắt làm cho họ quên rằng họ vốn là những người nô lệ bị đánh đập, bị hành hạ, bị bắt làm công việc rất là nặng nhọc một cách không có lương vì là những người nô lệ. Chúa Ngài kéo họ ra để họ trở nên một dân tộc tự do. Nhưng đối diện với một số những thách thức thì họ bắt đầu trách Chúa, họ lầm bầm với Chúa. Nhiều khi chúng ta cũng than phiền về nơi Chúa đặt chúng ta. Khi Chúa dẫn chúng ta đến gần Ngài thì thường Ngài cất đi những thứ chung quanh chúng ta đang có thể cầm buộc và trói buộc chúng ta. Có khi Chúa cất đi cái an ninh về tài chánh, vì có thể lòng của chúng ta đã quá nương cậy, tính cậy vào ở trong tài chánh của chúng ta. Chúa Ngài cho nó mất đi trong những lúc, thì chúng ta lại bắt đầu học biết để chúng ta nhờ cậy Ngài. Nhưng thay vì như vậy chúng ta trách Chúa. Có khi Chúa cất đi những người yểm trợ, những người cộng tác với chúng ta, những người thân thương, bạn bè của chúng ta. Chúng ta có hỏi tại sao? Họ là những người giúp đỡ cho con mà. Nhưng mà thời điểm của họ có thể đã xong rồi, công việc của họ đã xong rồi, thì Chúa Ngài dời họ đi để chúng ta lại một mình với Chúa. Như Chúa nói với Gia-cốp, không có một thần nào ở cùng Gia-cốp, chỉ có Đức Chúa Trời là đấng đã chở ông trên cánh chim ưng là như vậy. Dân Israel đáng lý không nên chú ý đến những gì thuộc về vật chất và để tâm nơi Chúa của mình. Thì chúng ta thấy rằng họ đã thất bại trong công việc này. Chúa đã bảo tồn họ một cách kỳ diệu bằng phép lạ, bằng bánh, bằng nước, nhưng họ cứ chú tâm về những cái họ không có trước mắt thay vì đặt lòng tin vào Đức Chúa Trời của mình là đấng đã làm những phép lạ lớn lao dắt mình đi đến chỗ này. Xin Chúa cho chúng ta nhớ nguyên tắc này mà tôi giảng dạy và nhắc nhở anh chị em luôn. Hãy nhắc chính mình, gia đình mình, con cái của mình về những việc lớn lao Chúa làm trong đời sống của mình, mà tôi gọi đó là những hòn đá kỷ niệm ở trong đời sống của chúng ta, để chúng ta vững tin tấn tới. Biết rằng Chúa đã dắt chúng ta đi trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm rồi, thì lần này Chúa cũng sẽ dắt chúng ta, nếu chúng ta, lòng của chúng ta không lệch lạc với Chúa. Chúa Ngài sẽ đi cùng chúng ta và ban phước trên chúng ta. Xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta thấy điều đó. Cũng dễ để chúng ta thấy rằng chúng ta muốn sự an nhàn hơn là nhận biết có Chúa là quý hơn. Biết bay, trưởng thành là quý hơn mình ở trong tổ được chim mẹ tha thức ăn về mớm cho mình ăn hàng ngày. Đã đến lúc trưởng thành đủ để sẽ đi săn mồi và tìm lấy thức ăn cho chính mình. Chúng ta thường có thái độ, khi thuận tiện có giờ tôi sẽ đi nhà thờ để học kinh thánh, học lời của Chúa. Khi công việc tốt đẹp tôi sẽ ra đi để truyền đạo của Chúa. Nhưng anh chị em, Chúa muốn chúng ta cứ tiếp tục sống và chúng ta cứ tiếp tục nhận nhiên liệu từ Chúa, vì sự yểm trợ của Chúa Ngài đi cùng chúng ta. Tôi nhớ đến nguyên tắc này và giữ luôn trong đời sống của mình. Khi chúng ta quan sát những chiến đấu cơ của quân đội của Hoa Kỳ, thì những chiến đấu cơ này họ mang theo nhiên liệu đủ để có thể đi ở trong cái chuyến công tác của họ. Nhưng khi họ sắp hết nhiên liệu thì người ta chuẩn bị những chuyến máy bay như là những bồn xăng di động ở trên bầu trời đó, để có thể tiếp tế nhiên liệu cho những chiến đấu cơ này. Và chúng ta thấy họ đã nghĩ ra một cái kế hoạch để có thể nhận nhiên liệu trong lúc vẫn tiếp tục bay. Trong cuộc đời đi theo Chúa và hầu việc Chúa, chúng ta cần học nguyên tắc này. Trong lúc chúng ta đương đầu với những thách thức,
hãy bám theo Chúa và nhận sự tiếp trợ nhiên liệu từ nơi Chúa. Đừng ngồi chờ là đến khi mọi việc thoải mái, ổn định chúng ta mới bắt tay hầu việc Chúa. Vì Chúa của chúng ta, Ngài sẵn sàng yểm trợ và giúp đỡ chúng ta. Ngài sai phái, Ngài sẽ hậu thuẫn chúng ta. Ngài bảo chúng ta làm cái gì thì Ngài cũng là đấng sẽ chu cấp cho chúng ta. Hãy nhớ nguyên tắc, làm công việc của Đức Chúa Trời theo cách của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thiếu sự yểm trợ của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cứ tấn tới ở trong ơn của Chúa. Trở lại, chúng ta thấy dân Israel đã thất bại ở trong đồng vắng, dẫn đến tất cả những người trên 20 tuổi đã ngã chết ở trong đồng vắng. Chỉ có thế hệ thứ nhì mới được vào đất hứa mà thôi. Thật là một điều đáng tiếc, được giải cứu ra khỏi Ai Cập nhưng lại chết ở trong đồng vắng mà không được vào đất hứa như Chúa Ngài đã định cho họ. Tôi cũng nhận thấy có nhiều người trở nên Cơ Đốc nhân nhưng chưa bao giờ kinh nghiệm được sự sống sung mãn ở trong Chúa. Hãy để Chúa cứu chúng ta, làm cho chúng ta được trưởng thành ở trong Chúa. Chúng ta cần chú tâm nhắm vào mục tiêu, mục đích lớn mà Chúa đã định cho chúng ta ở trong sự hiện diện của Ngài. Trở nên tuyển dân của Chúa, một nước thầy tế lễ, một dân tộc thánh cho Chúa. Xin Chúa ban ơn để chúng ta sẽ quyết định, chúng ta cùng hiệp tác với Chúa, để Chúa Ngài dắt chúng ta đi đến nơi mà Chúa Ngài đã định. Miền đất hứa của dân Israel, đó là một xứ đượm sữa và mật. Miền đất hứa cho đời sống của chúng ta trong Chúa là một đời sống sung mãn trong sự tiếp trợ ban ơn của Chúa khi Ngài đổ Thánh Linh của Ngài trên đời sống của chúng ta. Tấn tới trong ơn của Chúa, và có những giây phút Chúa Ngài đẩy chúng ta ra khỏi cái chỗ an nhàn của mình để Ngài có thể chở chúng ta trên cánh của Ngài. Như chim ưng, nó cũng cần được sự khích lệ để có thể học bay và trưởng thành, từ chim con trở nên đại bàng, để một con chim đại bàng thì có cái tiến trình. Như dân Israel được Chúa Ngài cứu ra khỏi ách nô lệ của xứ Ai Cập, trên đường họ đến đất hứa họ phải trải qua sa mạc trong cuộc đời của họ. Thì trong bước đường đi theo Chúa của chúng ta cũng giống như vậy. Anh chị em hãy giao phó mình ở trong tay của Chúa, nhận biết được rằng Đức Chúa Trời tốt lành muốn kéo chúng ta lên cao hơn, muốn chúng ta trưởng thành hơn, muốn chúng ta trở nên hữu dụng hơn. Hãy đầu phục chương trình của Chúa và tiếp tục chăm nhìn Chúa là đấng quan sát cuộc đời của chúng ta. Ngài không bao giờ để cho chúng ta rơi, Ngài không bao giờ để cho chúng ta gãi cánh, nhưng mà chính Ngài sẽ kịp thời xà xuống để chở chúng ta trên cánh của Ngài khi Ngài thấy chúng ta cần sự giúp đỡ của Chúa. Vì Đức Chúa Trời có một chương trình tốt đẹp cho đời sống của chúng ta. Ngài không có cái kế hoạch để làm cho chúng ta đau khổ chết đâu anh chị em. Nhưng mà mọi việc Chúa làm bởi lòng nhân từ và tốt lành của Đức Chúa Trời, Ngài muốn chúng ta tăng trưởng hữu dụng cho Chúa để Ngài được vinh hiển, chúng ta được phước ở trong ơn của Chúa là như vậy. Cảm ơn Chúa. Bạn có sẵn sàng để được giải cứu không? Giải cứu ra khỏi quả ngục, giải cứu ra khỏi tội lỗi. Nếu chưa bao giờ tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống, hãy làm công việc đó ngay bây giờ, để chúng ta được bắt đầu một sự sống thuộc về Chúa, để Chúa Ngài tái sanh chúng ta và đặt bản chất của con chim đại bàng, con chim ưng ở trong chúng ta. Rồi chúng ta sẵn sàng để được Chúa Ngài giúp đỡ, làm cho chúng ta được trưởng thành trong Chúa. Câu hỏi thứ hai là bạn có sẵn sàng để thuận phục theo chương trình của Chúa không? Học bài không phải dễ, nhưng cần thiết. Có những ngày trong tương lai mà bạn có thể thấy mệt mỏi như muốn bỏ cuộc. Đừng bỏ cuộc. Trong những giây phút đó, chúng ta sẽ có thể được Chúa Ngài xớt chúng ta lên, chở chúng ta ở trên cánh của Ngài, rồi giúp chúng ta tiếp tục bay. Đến với Chúa, trông cậy nơi Ngài, học biết Chúa muốn dạy con điều gì trong hoàn cảnh này. Có những chỗ nào con cần phải bước ra để chúng ta hiểu và chúng ta tấn tới trong ơn của Chúa. Chúa muốn chúng ta bay, cho nên hãy tung cánh. Đừng ngồi yên một chỗ nữa, đừng ngồi trong các ghế của nhà thờ chờ đợi chim mẹ đến mớm thức ăn cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta trỗi dậy làm những người trưởng thành ở trong Chúa. Học bay, học lướt trên gió, lướt ở bên trên những cái nan đề, những cái nguyên tắc cũng như là những luật của thiên nhiên, để chúng ta có thể bay cao ở trong ơn của Chúa. Anh chăm nhớ,
nguyên tắc của phản lực cơ đã đẩy cho một khối sắt lớn có thể bay ở trên bầu trời, là nó phải có các điều kiện như sau. Thứ nhất là có cái sức hút của trái đất. Thứ hai, nó phải có một cái bộ cánh. Thứ ba, nó có một sức tống của phản lực. Thì chúng ta thấy một cái chiếc máy bay lớn, một tàu bay lớn có thể chở vài trăm người ở trên đó với bao nhiêu hành lý, có thể cất cánh và bay được. Thì chúng ta thấy rằng khi máy bay còn ở trên phi đạo, thì chúng ta thấy bắt đầu máy tống và làm cho tốc độ của nó lên cao. Cùng một lúc, sức hút của trái đất kéo nó xuống. Nhưng mà nhờ sức tống của phản lực đẩy nó đi nhanh và cánh có thể đúng theo như góc độ, và nó làm cho nó có thể cất cánh được. Và khi lên cao rồi thì chúng ta thấy sẽ có sự nhẹ nhàng để có thể bay lượn được. Anh chị em yêu dấu, cảm ơn Chúa vì có những lúc Chúa để những phản lực ở trong đời sống của chúng ta để chúng ta được tống đi, đẩy đi, để chúng ta không còn ở trên phi đạo gần, nhưng mà chúng ta sẽ được cất cánh bay lên trong ơn của Chúa. Hãy hợp tác với Chúa để Chúa điều khiển và cuộc đời của chúng ta được tấn tới ở trong ơn của Ngài. Và cuối cùng, bạn có sẵn sàng sống chỉ cần có Chúa ở trong thế gian này không? Hãy học giao trọn đời sống của mình ở trong tay của Chúa. Mục đích của Chúa cho chúng ta là cuộc sống đượm sữa và mật. Nhưng trước nhất, Chúa có thể đưa chúng ta đi xuyên qua sa mạc. Đừng ngã lòng. Hãy quyết tâm lên trốn cao hơn, bởi bây giờ chúng ta hiểu chương trình và kế hoạch của Chúa. Cho tôi cầu nguyện cho anh chị em và trong ơn của Chúa trong thời gian này. Chắc cái điều con cảm ơn Ngài vì kế hoạch tuyệt vời của Chúa cho đời sống của mỗi người chúng con. Biết ơn Chúa bởi sự quan phòng của Ngài, bởi sự khôn ngoan đời đời của Ngài, mà Ngài đã biết những lúc chúng con phải rời tổ ấm để chúng con có thể được trưởng thành ở trong Chúa. Và Chúa ngày sắp đặt những công việc này để giúp cho chúng con học bay, để rồi chúng con sẽ cất cánh bay cao. Ngợi khen Chúa. Con cầu nguyện cho hết thảy anh chị em của con ở trong lớp học trong thời gian này, những người đang theo dõi và sẽ học bài học này ở trong những giờ sắp đến. Cha ban ơn để hết thảy chúng con biết được chương trình lớn lao của Chúa, cho chúng con có được một cái nhìn tổng thể để chúng con biết Đức Chúa Trời tốt lành của chúng con như chim mẹ, như chim đại bàng mẹ đã giúp đỡ cho con của mình học bài, như Chúa Ngài đã chở tuyển dân của Ngài trên cánh, như chim ưng chuyên chở con của mình. Cảm ơn Chúa vì sự chăm sóc của Chúa, vì sự can thiệp của Ngài để giúp đỡ cho anh chị em chúng con được trưởng thành mà có thể lên chốn cao hơn, bước cao hơn trong những ngày sắp đến, đi xa hơn theo những ý định của Ngài, và được Chúa Ngài sử dụng chúng con một cách rộng rãi hơn. Con cảm ơn Ngài, con ngợi khen Chúa. Phó dâng mỗi chúng con ở trong chương trình kế hoạch tuyệt vời của Ngài. Bởi ơn của Chúa, qua ánh sáng của lời của Ngài ngày hôm nay, chúng con thưa với Chúa rằng xin giúp để chúng con lên chốn cao hơn. Chúng con ngợi khen Ngài hết lòng hết ý, cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúa ban phước trên anh chị em, tràn đầy ơn của Chúa. Hãy lên chốn cao hơn, vì tại đó chúng ta sẽ trải nghiệm Chúa trong mức độ lớn hơn. Chúng ta sẽ thấy việc ở trong một vị trí cao hơn và tốt đẹp hơn rất nhiều. Chúa ở cùng và sẽ gặp lại anh chị em ở trong những buổi nhóm kế tiếp của chúng ta trong ơn của Chúa. Chúa ban phước. Hẹn gặp lại anh chị em trong ơn của Chúa. Shalom. Nguyện sự bình an của Chúa ở cùng với anh chị em. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.